chính ho cái gúa nó bằng thông minh ôm Xin chào tất cả anh em nhé. Cảm ơn em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay bọn mình có làm cái món nướng anh em ạ. Trời thời tiết Hà Tĩnh hôm nay thì se se lạnh nên là mình nghĩ ra cái món là ba chỉ nướng. Mình đã làm sẵn rồi. Tất cả dụng cụ là bọn mình đưa đi rồi ra ngoài bờ đê này bọn mình nướng. Đấy. Thì, đây có mấy thằng cu, còn một thằng cu nữa thì đi mua nước ngọt rồi. Nó ngọt tí là cay quá thì còn có mà uống chứ. Vâng. À ok, bây giờ thì phải làm một cái bếp. Mình phải làm một cái bếp để gác mấy cái vỉ nướng này lên anh em. Bỏ mấy cái vỉ nướng này lên thì mới nướng được. Ở ngoài bờ đê này thì củi hiếm lắm. Chỉ có mấy cái cành cây nhỏ nhỏ thôi nên là mình phải đưa thêm than anh em ạ. Phải đưa than đi để mà nướng. Rồi bây giờ thì phải đi kiếm đá để làm bếp thôi. Sạch lên nào. Một thôi. Rồi bây giờ bọn mình sẽ nướng anh em ạ. Nhưng mà quên đâm bao tay nên là thôi. Giờ sẽ ăn bẩn sống lâu anh em. Ăn được sống lâu. Ăn cứt câu thì sống mãi. Ăn từ chứ. Ăn lại trương tôn. Cái
tới nắng nó lại xèm mà. Tới nắng nó xèm rồi. Tới nắng nó. Tới tới gì mà tới lành nó đi. Ừ. Cái sáng lành lành nữa mà. Ừ, mình sắp sớm mà. Cái sáng lành mà dư đi cũng lành. Không có đùa, không có bao tay. Ăn không, ăn không? Ăn sống lâu đó. Ừ, ăn bẩn sống lâu. Đúng. Ăn ăn cứt trâu sống mai. Kìa kìa kìa. Đây luôn cái chân này. Thế là có một đôi đùa để mà tử anh em ơi. Thuyền ơi, thuyền mà tôi bự rồi đi. Không một cái cọc ngọn nữa thì dạy. Ở khu vực này là chỗ họ nuôi tôm anh em ạ. Ở đây rất là nhiều luôn. Còn bên đây là rừng ngập mặn. Bên đây là khu rừng ngập mặn của con sông sông Hồ Độ quê mình. Đang làm đùa à? Kiểu như sinh tồn á. Sinh tồn á. Thử thách 24 giờ. Thường mình đông vườn này xuống nào. Mình vườn này xuống nào. Thử đến tiêu luôn, con cơm. Mẹ về đậm. Mẹ em đâu? Mùi thơm à? Thơm không? Thơm. Ta thay người vậy đấy. Cái mỡ nó chạy xuống em chạy. Thôi ăn bên sống luôn đấy. Mấy ngón này. Ăn bên sống nó thật á. Đi xuống cái mực. Ai nói là gì? Những người ăn bẩn là những người sống gần 200 tuổi. Ở bên này ăn bẩn lên. Ăn cái tàu sống mãi. Ăn cái gì? À, cái ngài sống 8 tuổi. À, anh đang đau bụng. Em có trông 8 tuổi không? Thằng cặp đó. Ê, của mình đây chưa chỉnh. Không kinh bố, nó vẫn thông minh. Súp xí kìa, súp xí kìa. Bà Sáu nhớ súp xí cá này. Mà thịt gì đây? Hổ. Bá trị. Cháu. Thịt lớn. Lớn chứ. Bất kỳ thịt lớn mất gì. Biết nước. Con này ngồi được ngồi sáu gió. Biết bay. Em ra được cái này. Mình cũng ngồi dưới sáu đứng kỳ sẵn. Ừ, tao đi chung một cái. Cái chấm chi nặng. Cái chấm chi nặng. Cái chấm chi nặng. Trời ơi, chấm chấm thử. Nghĩ chi nặng được không? Chờ không chi nặng. Anh chả nặng gì đâu. Chị nặng thả. Ngon lại đi với. Bây giờ là chín rồi anh em ạ. Chín rồi, ăn đây ăn đi. Xin mời tất cả anh em nha. Quá. Quá, wow. Nóng quá. Gặp bếp, nó gặp bếp. Đúng rồi. Phải tốt tố này. Thêm người của anh. Gặp mời, là, mời. Anh gặp là một mời, 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 cái đùa này. Cả mấy cái đùa này. Cầm đi. Quá. Ngon. Ngon à? Có大熊的
Hôm nay bọn mình ra ngoài đê quay để thứ nhất là có một cái khung cảnh nó đẹp hơn một chút, khác lạ hơn một chút. Với ra đây là để cái thời tiết nó lạnh lạnh ấy, nhưng mà không ngờ là ra đây thì trời nó nắng mẻ này. Hồi sáng thì tính là chỉ có ba anh em thôi, nhưng mà đi rồi gặp thằng này rồi gặp thằng kia rồi kêu nhau tụ tập ra đây hết, nên là lúc này đây có thêm hai thành viên mới nữa, nên là bây giờ rất là đông, rất là vui. Mời anh nha. Tính là làm đồ nướng để cho nó ấm ấm mà. Bây giờ thì nó quá nóng rồi. Trời thì nắng mà than thì nóng. Giống như đang ở trong lò. Được rồi bạn. Đổi đi. Đổi đôi chuẩn á. Đổi đôi chuẩn á. Mày á. Đôi chuẩn. Ngon. Ngon không? Ngon. Mình nói là rất là ngon. Bây giờ rất là đông thành viên, cho nên là cái món ba chỉ nướng nó hơi ít đấy anh em ạ. Cái gì ạ? Dạ mời gì ăn? Ăn này nè. Không rồi. Lấy cốc đấy mất rót đấy. Cốc bên đây nè. Rồi lên. Mơ vẫn đánh chạy. Chập. Mày ông gì cảnh cáo đi uống ba răng nè. Nhặt lại không vứt bừa bãi. Chụp lại đang hoa. Đặt lại hết tất cả mọi thứ, đặt lại hết. Ok thì cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Bây giờ thì ăn thì cũng ăn hết rồi. Rồi. Bây giờ anh em sẽ thu dọn cái hiện trường hôm nay để về thôi. Thì đây hiện tại đang rất là nắng anh em ạ. Mà lúc sáng thì trời nó nhim nó lạnh, mà bây giờ nó nắng quá mình sợ cái lũ nhóc này nó đau đầu chẳng hạn đấy. Nên là bây giờ mình sẽ thu dọn nhanh để về sớm luôn anh em ạ. Cảm ơn anh em đã đón xem video của mình nhá.